Xin được chia sẻ trích dẫn của lão sư Phổ Quang. Bạn phải trân trọng chú Lăng Nghiêm. Lão sư Phổ Quang, trụ thế 123 tuổi, niệm chú Lăng Nghiêm hơn 100 năm, tổng cộng hơn 5,6 triệu lần. Chú Lăng Nghiêm chứa đựng những câu thần chú báo đáp công ơn của cha mẹ, như câu Xá Kê Giả Mẫu Na Duệ là câu thần chú báo đáp công ơn của mẹ đời thứ 7. Lạc Đát Na Kê Đô Ra Xà Dạ là câu thần chú để báo đáp công ơn của người cha đời thứ 7. Bạn phải trân trọng chú Lăng Nghiêm. Sau khi trì tụng nó 36.000 lần, sẽ ứng nghiệm vào thân tâm bạn. Nếu bạn trì tụng thần chú nhiều thêm nữa, nó sẽ quá độ cho cha mẹ bạn, cha mẹ trong 7 kiếp, và thậm chí cha mẹ trong những kiếp quá khứ xa hơn đều có thể được giải thoát. Câu thần chú như sau: Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát.